Đó, cho muỗng được nè. Rồi, không. Rồi, đó, một muỗng nè. Đang lửa nhỏ hết. Mới đầu thì nó nóng phồng, lửa nóng nó bắt đầu dặn hơi nhỏ nhỏ thôi. Rồi từ từ nó ra nè. Con sẽ dọn nồi nè. Cái nồi đèn làm được không? Phải làm trắng không? Từ từ nó sẽ ra. Nó đang ra màu nè. Lửa nhỏ nhỏ lúc mà không nhận lửa nhỏ nhỏ thôi. Từ từ chảy ra, thấy chảy ra không? Chưa vàng rồi vậy đó, nó vàng chứ nó vàng giống như màu rồi đó. Con dặn lửa đi cho nào con thấy nó vàng giống như màu, ở đầu là con xuống lửa có cục nó nữa kìa, từ từ nó ra, nó sẽ ra. Không cần lấy đâu có ai kho đó là con giá mùi khác rồi đó, không phải mùi kho thịt kho vịt. Cái hào hào đó là tí xào đồ rồi thôi, tại con không biết, con làm đại thôi. Bắt đầu thấy nó ngã màu thôi, dặn nữa là nhỏ lại, thấy nó ngã màu, sắp sửa ngã màu rồi nè. Mới kho liền luôn nha, xong là mình ướp vô đây luôn á, ướp để đây luôn á, đắp chút xíu nó hả kho, nào ăn kho lên nóng ăn luôn nha. Sắp sửa đó. Thấy màu nè, bắt đầu sắp sửa ngã màu nè, thấy không, thấy màu nè, thấy không, màu thấy xuống này đó, thấy cái màu nào chưa, thấy màu sắp sửa xuống chưa, giống màu ngà nè, thấy ngà đường nè, thấy không, thấy ngà chưa, hồi nãy trắng thấy không, thấy ngà nè, thấy chưa, thấy vỏ vàng chưa, vỏ vàng luôn, vỏ vàng luôn, vỏ vàng đâu nè, vỏ vàng ngà luôn nè. Vì cái phần này mới là cái phần quan trọng nè. Trọng gì rồi, xong rồi đó, rồi bắt đầu nè, đổ thịt vô thì thôi. Ủa chứ không phải bước mắm sao? Không, đổ thịt xong hết rồi với củ hành đâu rồi. Củ hành kìa. Lúc này có chút xíu có đủ màu đủ, không? Đủ, không cần nhiều đâu. Nếu con có ít mà, con đâu có nhiều đâu chú. Miếng cục này là nhiều rồi nè. Hả? Đủ. Tốt cần nhiều. Cho màu nữa nè. Giờ xong chưa? Giờ xong đó, con đó giờ xong, bắt đầu là nguyên liệu dần có nè. Thì đưa vô luôn đi ha. Muốn gì cho thơm nè, muốn thơm, nếu mà muốn thơm á, đổ này vô. Nếu muốn thơm thì đổ này vô, giờ đổ thịt vô nó xào cho nó thấm để cho nó vàng vàng, cho nó vàng đi. Phu quá à. Phu là gì? Phu đi bộ Minh ơi. Được là vàng nè, rồi sạc sơ nó đi, không phải sạc sơ chưa, gửi lên đổ thịt vô. Rồi vô chung luôn, chủ hai cái chung cũng được, không cần là tại mình muốn xào cho nó. Rồi dặn lửa lên. Rồi đâu đổ nước mắm vô, rồi vậy xào sơ dặn cho nó ốp cho nó đắt cho cái nó màu đâu. Từ từ nó lên chứ vô. Mấy chưa nó tinh lên màu đâu. Từ từ nè, con coi chút xíu nó lên nè, chút xíu nó sẽ lên từ từ. Nó còn nằm dưới đây nè, chưa lên nè, thấy không? Nè, nó còn à, thấy không nè, nè đã khi mình đổ rồi đó, từ từ nó mới lên, nó thấm lên chứ, từ từ chứ nè, thấy không, thấy không, nè nó dính màu rồi, thấy không, ừ mấy cục thì đã chút xíu nó tan ra, bây giờ nó dính nó tan ra rồi, để đi chút xíu nó sẽ tan ra, nè đã chút xíu con đó nó sẽ đen rồi, để đi rồi chắc đâu rồi, chưa chắc chút xíu rồi, đi rồi đợi đi.